Một người gốc Việt bất ngờ bị bắn chết tại một nhà hàng ở phía tây thành phố Melbourne, ngay trước mặt vợ và đứa con sơ sinh của anh. Theo cảnh sát cho biết, nạn nhân đó là người gốc Việt 43 tuổi, đã sống ở Úc nhiều năm. Hung thủ đã bỏ trốn ngay sau khi gây án. Theo trang Harrison đưa tin, dù đội cứu thương đã nhanh chóng đến hiện trường tại vùng Sunshine West, nhưng nạn nhân không thể qua khỏi vì các vết thương quá nặng. Người vợ đang mang thai của nạn nhân đã ngất xỉu ngay sau khi tận mắt chứng kiến hung thủ bắn chết chồng của mình. Người thân của nạn nhân tới hiện trường cùng lúc với cảnh sát. Thái, em trai của nạn nhân, cho biết gia đình đang vô cùng hoảng loạn. Theo cảnh sát thì nạn nhân bị bắn khi chạm trán một kẻ lạ mặt xâm nhập. Y đã đột nhập vào nhà của nạn nhân từ cửa sau. Cảnh sát tìm thấy những mảnh vỡ từ cửa kính tại hiện trường và lực lượng an ninh đang điều tra là nguyên nhân sự việc theo hai hướng. Một là vụ tấn công có chủ đích hay là một vụ trộm bình thường. Người vợ đã nhìn thấy gương mặt của kẻ tấn công và cảnh sát và đội chó săn nghiệp vụ đang nỗ lực tìm kiếm hung thủ trong những khu vực lân cận. Họ cho rằng nghi phạm vẫn còn giữ khẩu súng. Và cô Elena, một người dân địa phương, cho biết là vụ tấn công khiến cho họ vô cùng kinh hoàng. Theo cô, khu vực này vốn là một nơi yên bình trước khi sự việc xảy ra. Những người làm việc muốn kiếm được ít nhất là 35.000 đô la Mỹ một năm đều cần phải có trình độ học vấn trên bậc trung học, nhưng không nhất thiết phải là văn bằng cử nhân. Đó là kết luận của một cuộc nghiên cứu do Đại học Georgetown University về lực lượng lao động của nước Mỹ. Vượt ra khỏi điều người ta thường nói rằng mọi học sinh viên đều cần phải nhắm đến một văn bằng đại học 4 năm. Hoa Kỳ đã mất đi hơn 1 triệu việc làm văn phòng được trả lương cao. Thế nhưng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng có một cuộc sắp xếp lại cơ cấu đang diễn ra. Giữa lúc nhiều chỗ làm tốt mới mở không đòi phải có một tấm bằng cử nhân đã tạo ra ở California và những nơi khác, bạn Phúc Trình tìm thấy rằng là số lượng việc làm tốt nhiều hơn so với mức người ta biết dành cho những người làm việc không có văn bằng đại học 4 năm. Bản Phúc Trình chia giảm lực lượng lao động của mỗi tiểu bang ra thành nhiều nhóm, dựa vào trình độ học vấn của nhân viên và vào chuyện họ là có một công việc được trả lương cao hay là không. Các tác giả định nghĩa lương cao đó là 35.000 đô la Mỹ trở lên đối với những người dưới 45 tuổi và 45.000 đô la Mỹ cho những người lớn tuổi hơn. Theo bản Phúc Trình thì tính trên toàn quốc, trong số 123 triệu người trong lực lượng lao động, có khoảng 30 triệu người không có văn bằng cử nhân nhưng đang làm những công việc có mức thu nhập cao. Ở California, những triển vọng tốt nhất cho giới lao động không có bằng cử nhân là ngành chế tạo sản xuất, các dịch vụ y tế, các hoạt động tài chính, địa ốc, xây dựng và thương mại bán lẻ. Cả hai điều nổi bật rõ ràng là những người làm việc có văn bằng cử nhân hầu là chắc tìm được những công việc lãnh lương cao. Nhưng cũng rõ ràng là rằng những công việc văn phòng đáng tin cậy như là việc sản xuất chế tạo đều không làm tổn thương các cơ hội dành cho những người làm việc không có văn bằng đại học 4 năm, miễn là họ được huấn luyện về những năng khiếu cần thiết cho những công việc mới này thuộc lĩnh vực dịch vụ. Hệ thống trường đại học cộng đồng của tiểu bang đã tăng số tiền chi tiêu cho việc đào tạo huấn luyện lực lượng lao động từ 100 triệu Mỹ Kim cách đây 5 năm lên tới 900 triệu trong năm 2017 vừa qua. Trong khoảng thời gian từ năm 1991 cho đến năm 2015, California đã mất hơn 230.000 việc làm văn phòng lương cao. Thế nhưng số lượng đó được bù đắp bởi việc phát triển là 265.000 công việc có tay nghề cao. Cả hai số lượng đó đều được áp dụng cho những người làm việc không có văn bằng cử nhân. Tính trung bình thì các nhân viên có văn bằng cử nhân kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng tiểu bang cho biết có hàng triệu người làm việc thiếu văn bằng cử nhân nhưng thường là kiếm được chừng là 59.000 Mỹ Kim một năm. Trong số đó có gần 1 triệu nhân viên mà trình độ giáo dục chính thức dừng lại ở bậc trung học. Trong số gần 9 triệu người làm việc ở California không kiếm được văn bằng cử nhân, có khoảng 3,3 triệu người có công việc được trả lương cao.
Lực lượng lao động của tiểu bang cũng bao gồm 5,3 người có văn bằng cử nhân hoặc là cao hơn và chừng 3,9 triệu người trong số họ lãnh mức lương cao. Tiền lương tiêu biểu cho người có văn bằng cử nhân làm việc lãnh lương cao đó là 84.000 đô la Mỹ, cao hơn mức là 59.000 đô la Mỹ cho những người không có văn bằng cử nhân mà có được việc làm tốt. Trong những bản phúc trình trước đây, trung tâm Georgetown dự báo rằng đến năm 2020, 2/3 trong tổng số các công việc trong nền kinh tế của Mỹ sẽ đòi phải có giáo dục sau trung học và trình độ đào tạo cao hơn bậc trung học. Trung tâm cũng tìm thấy rằng việc phục hồi kinh tế từ sau cuộc suy thoái đã tạo rất nhiều thuận lợi cho những người làm việc có kinh nghiệm đại học. Trong số 11,6 triệu việc làm được tạo ra thì có tới 11,5 triệu được dành cho những người đã theo học đại học. Theo Viện Chính sách Công cộng California dự đoán, sẽ có tình trạng thiếu hụt năng khiếu nơi những người làm việc có văn bằng cử nhân và những người có một ít trình độ đại học, tổng cộng là 2,5 triệu người trong những năm sắp tới. Đầu năm 1980, tôi và gia đình gồm một vợ hai con được chính thức định cư ở Mỹ theo diện người Việt tị nạn. Gia đình tôi được một nhà thờ ở vùng Havertown thuộc ngoại thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania bảo trợ qua trung gian của một người quen, cũng vừa mới được định cư ở đây. Được một apartment với hai phòng ngủ, những người trong nhà thờ thì sốt sắng lo cho chúng tôi rất nhiều thứ. Những đồ cần dùng trong nhà như là bàn ăn, sofa, giường ngủ đã được mang tới đầy đủ sau 2 tuần nhận được sự giúp đỡ để ổn định về chỗ ở và hợp pháp hóa giấy tờ về di trú. Người bảo trợ xin cho tôi một việc làm trong bếp, một Chinese restaurant, mặc dù là tôi chưa bao giờ được huấn luyện hay là làm qua nhà hàng một ngày. Một ngày tiêu biểu trong tuần được bắt đầu bằng sự thức dậy vào lúc 5 giờ rưỡi sáng. Vệ sinh cá nhân xong thì làm vội một cái bánh mì kẹp trứng hay là thịt nguội để ra đón chuyến xe bus dẫn đến trạm Subway 69 ở Upper Darby. Từ đấy lấy Subway lên Filler rồi từ Filler đi thêm một chuyến xe điện khác để đến trường học lớp Anh ngữ, trung cấp, chuẩn bị cho lớp học nghề ở tận Oakland về phía đông bắc Philadelphia. Sau 4 giờ học tôi phải vội vã đi ngược trở về cho kịp giờ làm việc từ 3 giờ chiều cho đến 11 giờ tối. Khi về đến nhà thì đồng hồ chỉ gần đúng 12 giờ đêm. Khi muốn tôi làm việc, người chủ nhà hàng muốn tôi phụ bếp, nhưng sau đó mấy tuần, ông chủ cho tôi làm việc chạy bàn thay thế một người vừa xin nghỉ việc. Nhờ việc có cơ hội giao thiệp với khách hàng, đa số là người Mỹ, tôi đã được thực tập tiếng Anh nhiều hơn. Một ngày như mọi ngày, tôi lợi dụng thời gian chờ đợi ở những trạm xe điện, xe bus để học bài hay là làm bài tập. Khi ngồi trên xe, tôi thường tranh thủ làm quen với những kẻ đồng hành để tập nghe và nói tiếng Anh cho quen. Sau mấy tháng đi xe bus cùng giờ với nhau, một người Mỹ tên là Sam đã trở nên thân quen. Ông ta là một luật sư về hưu và đang đi làm cho một cơ quan thiện nguyện. Biết tôi hiếu học nên tôi được mời về nhà chơi để từ đây tôi được vợ chồng ông ta giúp đỡ nhiều chuyện. Vợ ông ta cũng đã về hưu tình nguyện dạy kèm tiếng Anh tại nhà cho tôi vào những giờ tôi không phải đi làm. Những buổi học được tiếp tục đều đặn hàng tuần và khả năng Anh ngữ của tôi đã tiến bộ một cách nhanh chóng. Sự tiến bộ này đã làm cho bà cô giáo mua tặng cho tôi một cuốn từ điển tiếng Anh với những lời khen ở bên trong trang bìa. Sau mấy tuần làm việc tốt cho nhà hàng, một ngày nọ, ông chủ đưa cả nhà tôi cùng đi ăn sáng với gia đình ông ta ở phố tàu. Thấy vợ tôi vui tính, lanh lẹ, hoạt bát, ông ta đưa đề nghị là mướn vợ tôi làm việc chạy bàn chung với tôi. Trong một thời gian ngắn, vợ chồng chúng tôi hoàn thành xuất sắc gần như là toàn bộ công việc phục vụ khách hàng. Xét thấy việc làm hầu bàn kiếm được đồng tiền nhanh chóng, tôi đã quyết định không theo đuổi chương trình học nghề nữa vì đi học quá xa. Sử dụng thì giờ hợp lý để tập trung làm việc kiếm tiền, giải quyết vấn đề kinh tế gia đình, cũng như là giúp đỡ cho cha mẹ của cả hai bên đang còn ở lại Việt Nam. Tháng ngày êm ả trôi đi, mấy tháng sau đó tôi thi được bằng lái xe và mua được chiếc Ford đời 1975.
Từ đây không còn phải đứng chờ đợi ở những trạm xe công cộng hay là ngồi đợi chờ ông chủ đưa tôi về nhà muộn hàng đêm nữa. Vợ chồng tôi có thể cùng nhau lái xe đi làm. Tôi có thể chở vợ con đi phố tàu, qua chợ Việt mua sắm những thứ cần thiết, thỉnh thoảng đi đây, đi đó. Vợ chồng tôi tiếp tục giúp nhau làm việc, thay nhau dạy dỗ con cái, dành dụm tiền bạc để tìm cơ hội kinh doanh. Hơn 2 năm sau, chúng tôi sang lại một nhà hàng, ra là một diner, giống như là một toa xe lửa chuyên bán cà phê, bánh mì, cùng những thức ăn sáng và trưa cho khách hàng người Mỹ. Mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Hôm tôi trình bày lý do để xin thôi việc, ông chủ đã nói rằng ông rất thật lòng muốn có vợ chồng chúng tôi làm việc, nhưng vì đây là cơ hội thăng tiến cho tương lai, nên ông ta không thể giữ chúng tôi lại được. Tuy nhiên, nếu vì bất cứ lý do gì mà làm ăn không tốt thì ông ta luôn luôn chào đón sự trở lại của vợ chồng chúng tôi. Chúng tôi nói lời cảm ơn và 2 tuần sau thì giã từ nhà hàng này để bắt đầu đến làm việc nơi nhà hàng vừa mới mua lại. Trải qua những ngày mùa đông lạnh buốt, giật mình thức dậy khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng, rồi đi xuống bãi đậu xe cạo tuyết thật là da diết. Dần dần tôi chuyển sang phục vụ buổi trưa và tối, rồi thay thế bằng những món ăn Hoa Việt đã học được 2 năm vừa qua. Biết được chuyện lạ, bà Alan Tay, một người chuyên môn viết bài giới thiệu và bình luận về đồ ăn cho tờ báo lớn ở Philadelphia Inquirer, đã tìm đến hỏi chuyện vợ chồng chúng tôi. Những câu hỏi đã được chúng tôi trả lời một cách thật lòng. Nào là ở Việt Nam chúng tôi làm gì? Tại sao phải sang đây? Sao diner mà lại bán Chinese food? Dự tính cho business. Bà ta sau đó đã viết ra nhiều lời khen ngợi và số báo đã được phát hành vào dịp cuối tuần. Sau ngày có báo đăng, khách hàng đến ngày càng đông hơn, có khi không có đủ chỗ để ngồi, họ đã tự mang ra xe hay là đem về nhà và dùng bữa. Tôi may mắn có được người vợ biết lo cho gia đình và yêu thích làm thương mại. Chồng bồi vợ bếp, rồi đến chồng bếp vợ bồi, cứ thế mà luân phiên nhau. Công việc tuy là nhọc nhằn, bận rộn, nhưng cũng có nhiều lúc vui thú vì có lợi tức tốt. Do nhu cầu khách hàng ngày càng đông, lại thêm ông chủ, Jainer muốn bán nó đi cho một nhà thầu đầu tư địa ốc để đưa về Hollywood dùng cho công việc đóng phim, nên là chúng tôi đã phải đi thuê một chỗ mới rộng hơn ở một khu thương mại gần đó để tiếp tục phát triển công việc làm ăn của mình. Ngày khai trương, nhà hàng mới rất nhiều khách quen xếp hàng đứng đợi, không khí rộn ràng còn vui hơn ngày hội. Từ một diner 45 chỗ ngồi phục vụ thức ăn Mỹ, giờ đây đã thành một nhà hàng mới sang trọng hơn, đẹp đẽ, thoải mái hơn và lại có tới 130 chỗ ngồi với các món ăn Việt Hoa. Đây là một thách thức khác nữa. Nhờ quyết tâm của vợ chồng và sự phụ giúp của con cái, tất cả những khó khăn cũng đều được vượt qua. Thương vụ của nhà hàng mới cũng lại được nhanh chóng gia tăng. Tôi muốn thêm nhiều nhân viên phụ để mình có thời gian chuyên tâm lo việc quản lý. Ngày nay, nhà hàng này được ghi vào trong từ điển Bách Khoa, mở Wikipedia và có nói về câu chuyện của vợ chồng tôi. Dưới cái tên là Razor Diner, do ước muốn được mở mang kiến thức và trau dồi Anh ngữ cùng với sự yêu thích được cấp sách đến trường và nhất là để làm gương cho con cái, tôi đã quyết định trở lại trường học. Cuối năm 1991, một người bạn tôi lúc ấy đang làm giáo sư cho Rice University ở Houston đã viết thư giới thiệu. Cựu viện trưởng Viện Đại học Huế đang làm Assistant Vice President for Presbyterian Dan University đã ký xác nhận văn bằng tốt nghiệp cử nhân luật ở Huế cho tôi. Phần tôi thì sau kỳ thi CMAT, tôi đã đạt được số điểm cần thiết cộng thêm bài luận tôi viết nêu rõ lý do và ước muốn của mình khi quyết định chọn học ở trường mình đang muốn học. Toàn bộ chứng từ trên đây đã được gửi đến cho ngôi trường gần nhà và đầu năm 1992, tôi đã được nhận vào học. Tôi ghi danh vào các lớp học buổi chiều vào ngày tương đối ít bận rộn. Trong thời gian theo học, có vài vị giáo sư đã biết đến tôi và rất thân quen với vợ tôi. Vì họ là khách hàng thường xuyên của nhà hàng Linh mà vợ tôi đã từng tiếp đón và chuyện trò. Tôi yêu thích cảnh vật ở trường vì trường tọa lạc trên một phần đất khá là rộng bên ngoài thành phố.
nhiều bóng cây râm mát bên cạnh những hồ nước với những đàn vịt hiền hòa trông thật là yên lành. Tôi rất thích không khí lớp học vì thầy trò thường hay là bàn bạc với nhau rất cởi mở để tìm ra những điều mới lạ. Thức khuya dậy sớm vừa học vừa làm, 2 năm sau, mùa hè năm 1994, tôi đã tốt nghiệp cao học quản trị thương mại. Sau hơn 20 năm làm việc liên tục 6 ngày một tuần, một ngày 10 tới 13 giờ đồng hồ, các con tôi lúc mới lên 12 tuổi thì đã phải theo cha mẹ đi làm cuối tuần hay là những ngày nghỉ học, và cứ như thế cho đến khi học xong đại học. Giờ đây con cái đã được học hành đến nơi đến chốn và đã có gia đình riêng. Đứa lớn thì có văn phòng luật sư để giúp đỡ cho đồng hương trong nhu cầu về pháp luật. Đứa nhỏ thì ngoài học vị tiến sĩ vi sinh vật học, lại có thêm bằng luật sư và cũng được cùng chung làm chủ cho một hãng luật khác chuyên về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi lại có thêm hai cô con dâu hiền hòa, lễ phép, năm đứa cháu nội dễ thương tuyệt vời. Vợ chồng tôi nay tuổi cũng đã xế chiều, đang được làm những việc mình còn yêu thích lắm và không quên là giúp đỡ lại những người khác trong khả năng có thể của mình. Chúng tôi cũng đang được sống ở một căn nhà riêng do mình sở hữu gần với con cháu cũng như là rất nhiều bạn bè Mỹ, Việt thuộc vùng Westchester. Kết quả khiêm nhường gặt hái được trên đây cũng là điều mong ước chung cho hầu hết các gia đình trung lưu người Mỹ. Đó cũng là niềm tự hào và là một nét son nho nhỏ để tô điểm thêm cho bức tranh giấc mơ Hoa Kỳ ngày thêm rạng rỡ. Trải qua nhiều biến động về kinh tế, xã hội và chính trị trong quá khứ, giấc mơ Hoa Kỳ đã được xác định và tồn tại xuyên suốt thời gian từ ngày lập quốc cho đến gần đây. Thật vậy, mùa đông năm 1945 trong bài diễn văn nhậm chức, vị Tổng thống Roosevelt đã khẳng định quyền lực và sự thịnh vượng Hoa Kỳ đã đạt tới mức cao điểm lịch sử. Điều này cũng đã được Adam viết lại, người Mỹ của thời kỳ hậu chiến tranh đã sống với những cuộc sống tốt hơn, giàu có hơn và hạnh phúc hơn. Hơn thế nữa, sự hiện hữu của Tổng thống Obama, một người da đen đã làm Tổng thống đến hai nhiệm kỳ, là một chứng minh cụ thể cho một giấc mơ Hoa Kỳ và là một bài học quý giá cho nhân loại, đặc biệt cho những sắc dân da màu sống trên đất Mỹ. Vì ngoài sự khác biệt về màu da, tất cả mọi người dân nước Mỹ đều được bình đẳng như nhau. Quả thật, nước Mỹ được mệnh danh là vùng đất của cơ hội. Siêng năng cần cù, làm việc thì sẽ thành công và thịnh vượng. Đây là tôn chỉ đã nuôi dưỡng người dân Hoa Kỳ kể từ khi lập quốc mãi cho đến ngày nay. Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787 là một bộ hiến pháp thành văn đầu tiên của giai cấp tư sản trong lịch sử thế giới. Nó dựa trên cơ sở tư tưởng dân chủ tư sản, dựng nên một quốc gia có chế độ cộng hòa, chế độ liên bang, chế độ tổng thống, chế độ tam quyền phân lập, chính phủ dân bầu, chế độ nhiệm kỳ của người lãnh đạo. Cơ chế ấy tránh được sự lạm dụng chức quyền. Sức sống của mô hình chính quyền Mỹ thể hiện ở chỗ từ ngày lập quốc năm 1776 đến nay, nước này chưa hề có đảo chính hoặc là cách mạng lật đổ chính phủ. Rất ít nước lớn nào có nền chính trị ổn định được lòng dân lâu như vậy. Nhờ có một hiến pháp tuyệt hảo như vậy mà chỉ mới hơn 240 năm thôi, nước Mỹ đã và đang là một nước đứng đầu thế giới về kinh tế cũng như là nhiều lĩnh vực khác. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.